Cỏ đây nhá, cỏ đẹp anh ạ, yên tâm. À, đang đánh rồi anh ạ, chắc khoảng tầm tiếng nữa thì là xong. 150 m2. Cái mấy hôm nay trời nó mưa ấy, nên là kiểu dạng như là khách đặt nhưng mà cũng không đánh được. Hôm nay trời hửng thì ấy, nên là cái nữa cái nền cái, nó hơi ướt. Nhà em lại phải tốn thêm túi ni lông để bọc vào như này để xếp cho nó khỏi bị dính nhau. Tí nữa mà cây cỏ bốc lên xe với cả 60 cái cây mẫu đơn của anh ấy thì xe chạy thì em báo số của lái xe. Có gì anh bố trí người để trồng cỏ với cả là cho cây xuống giúp em nhá. Cảm ơn anh ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cỏ nhung nhật ạ? Hàng này là cỏ Văn Giang nhá bạn nhá, cỏ Văn Giang Hưng Yên ạ. Rất đẹp luôn. Đó. Thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 0977973535 bạn nhá. Cảm ơn bạn.